tùy chương lật trường mặt, lớp chúng ta sẽ đổi phương pháp học. Đứng trước một thuật ngữ chuyên môn, từ đây ta sẽ không học thuộc lòng như từ bài chương 1 cho tới chương máu này nữa, mà từ đây trở đi ta sẽ cứ gặp một từ ta phải hỏi trong cái từ đó định nghĩa của nó là gì. Cái thứ hai, cửu dương thần công nằm trong đó là cái gì, cửu âm chân kinh nằm trong đó là cái gì, và ứng dụng lâm sàng vào cái gì, ứng dụng vào cuộc sống để phòng ngừa đừng để bệnh xảy ra như thế nào. Hồi trước giờ từ thời phổ thông chúng ta gặp từ house và từ home, mà chúng ta phân biệt bằng cách là house là nhà, home là mái ấm. Vậy ta hỏi một lát các bạn ngồi đây học xong, ta học các bạn sẽ về cái chỗ nghỉ của mình, cái nhà mà các bạn mướn để ở trọ để đi học, gọi là house hay là home? Rõ ràng nếu dạy như vậy sẽ rất khó cho chúng ta phân biệt. Nếu các bạn nhớ rằng house là nhà, home mà là mái ấm, thì các bạn phải nhớ được một câu hay hơn và dễ nhớ hơn, đó là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nghĩa là một người đàn ông dù có giàu có cỡ nào, người ta cũng có thể mua được nhiều cái house, nhưng người ta không thể mua được cái home. Một cái home mà phải có bàn tay phụ nữ, ở đó phải có lửa để giữ ấm. Cái home mà là cái nơi mà người ta đưa ông Táo về trời, để cho ông Táo báo cáo với Ngọc Hoàng rằng trong nhà này rất là ấm vì có phụ nữ giữ ấm. Nếu hai cha con sống trong một căn nhà rất tiện nghi, nhưng vợ đã bỏ đi lấy chồng khác, ta không thể gọi đó là cái home được. Như vậy, nếu các bạn phân biệt giữa house và home, thì các bạn chỉ cần nhớ câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Bây giờ ta tới từ anemia và ischemia. Các bạn sẽ thấy anemia, ta được định nghĩa nó là thiếu máu. Đây là thiếu máu toàn thân. Còn ischemia, đây là thiếu máu cục bộ. Như vậy, định nghĩa thiếu máu toàn thân là gì? Là một bệnh nhân phải có hồng cầu thấp hoặc hemoglobin thấp. Vậy ta hỏi nội công mà ta cần phải học trong cái từ anemia là gì? Đó là nó có 3 loại. Một loại hồng cầu cao nhưng mà hemoglobin thấp, ta gọi là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhiều sắt. Một loại là hemoglobin thấp, một loại là hemoglobin cao nhưng mà hồng cầu, số lượng hồng cầu ít thấp. Trong trường hợp này ta gọi là thiếu máu ác tính, hồng cầu to vừa sắt. Thiếu máu hồng cầu nhỏ nhiều sắt, bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường bởi vì số lượng hồng cầu nhiều, nhưng vì hemoglobin không chất lượng cho nên nó không mang đủ oxy cho mô trong một lần, mà nó phải tăng cái vòng quay lên. Còn đối với hồng cầu to ưa sắt, nó bản thân của bệnh nhân đã thiếu hồng cầu cho nên oxy nó thường thiếu, nhưng bệnh nhân lại bị vỡ hồng cầu liên tục vì nó bự, cho nên bệnh nhân càng thiếu máu nặng hơn. Do đó người ta gọi nó là thiếu máu hồng cầu to ưa sắt, chủ yếu là do thiếu B12 và thiếu acid folic. Trong trường hợp hồng cầu thấp và hemoglobin thấp, ta gọi là thiếu máu cấp, thiếu máu đẳng sắt đẳng bạc. Để hiểu được nó, xem bệnh nhân có thiếu máu hay không, ta cần phải làm huyết đồ. Trong huyết đồ ta sẽ có được số lượng hồng cầu, có hemoglobin, ta có MCV, MCH và MCHC. Đồng thời ta có luôn hồng cầu lưỡi. Như vậy qua thuật ngữ anemia, đòi hỏi chúng ta phải vận dụng nội công để hiểu hết các cái yếu tố của âm chân kinh rất quan trọng ở bên trong. Tuy nhiên học như vậy vẫn chưa đủ, mà các bạn phải lật ra trang 255. Các bạn sẽ thấy được yếu tố quan trọng nhất của cái trang này. Đó là một cái hình, và cái hình bên giữa của nó là stem cell, tức là tế bào gốc. Từ tế bào gốc đó các bạn sẽ thấy nó sẽ cho ra tất cả các loại tế bào khác, từ hồng cầu, từ bạch cầu, từ tiểu cầu. Và trong bạch cầu các bạn sẽ thấy rất nhiều loại, từ lymphoblast, từ eosinophil, basophil. Rồi các bạn sẽ thấy các cái tế bào lympho, tế bào plasma,
tế bào B cell, tế bào T cell, CD4, CD8 và hàng chục các CD khác. Như vậy, để học một từ anemia, nếu ta chỉ dịch cho tiếng Việt thiếu máu là không thể được. Mà ta phải học một từ anemia với tất cả những cấu thành của nó như nãy giờ ta nói. Đồng thời học như vậy cũng chưa đủ, mà ta phải phân biệt với lại ischemia. Ischemia là thiếu máu cục bộ. Khi các bạn cho tay vào thau nước đá, bạn rút ra các bạn thấy tay xanh lét. Trong tiếng Anh nó gọi là cyanosis, có nghĩa là tím tái do thiếu máu cục bộ. Nếu các bạn lấy dây thun cột ngón tay mình lại, các bạn thấy ngón tay đó bị cyanosis, ta gọi đó là ischemia do thiếu máu cục bộ. Nếu ở tim thiếu máu, ta sẽ bị cơn đau thắt ngực, thậm chí nhồi máu cơ tim. Nếu ở não thiếu máu, ta sẽ bị ngất, thậm chí hôn mê. Như vậy, ischemia là một sự thiếu máu cục bộ. Tuy nhiên, nó có thể gặp do một nguyên nhân từ bên ngoài chèn vào một lòng mạch gây hẹp. Nó cũng có thể gặp trong trường hợp một cái vật làm cản, làm bích từ bên trong lòng của lòng mạch. Và nó cũng có thể gặp trên một bệnh nhân bị thiếu máu toàn thân, hồng cầu thấp, hemoglobin thấp, dẫn theo thiếu máu cơ tim, thiếu máu lên não. Chúng ta quay lại hết nguyên cái lớp. Bạn đứng dậy.